Hiện tại thì tôi đang sử dụng 4 thẻ tín dụng của 4 ngân hàng. Lý do tôi dùng thẻ tín dụng nó có rất là nhiều ưu đãi. Đối với tôi thì cái việc chi tiêu thẻ tín dụng tôi cũng phải tính toán. Đấy là mình làm sao để mình kiểm soát được là cái lượng cái mức chi tiêu của mình đủ, mình có thể chi trả được trên cái mức đấy, không để xảy ra nợ xấu. Cái thứ hai đấy là mình tận dụng được những cái ưu đãi của ngân hàng. Có những cái thẻ thì có những cái khoản tiêu dùng lớn mà chuyển sang trả góp thì tôi sẽ chọn những cái ngân hàng mà có cái phí trả góp nó thấp nhất. Còn đối với những cái khoản chi tiêu hàng ngày, tiêu dùng hàng ngày thì tôi sẽ chọn những ngân hàng có cái mức hoàn tiền nó cao nhất. Một tháng tôi sẽ được hoàn từ 700.000 đến 1 triệu. Vì cái cách quản lý thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy là tôi sẽ chia ra rõ ràng. Để đảm bảo an toàn, tôi luôn luôn là set cài đặt thanh toán tự động. Tức là đến ngày đấy là ngân hàng sẽ tự trích từ tài khoản thanh toán của mình ra để thanh toán trong thẻ tín dụng. Và cái thứ hai đấy là tôi nhớ tất cả, ghi chú cái ngày thanh toán. Hiện tại thì các ngân hàng thông thường sẽ miễn lãi cho các khách hàng và chủ thẻ có chi tiêu trên thẻ tín dụng của mình từ 45 đến 55 ngày tùy dòng thẻ, hạn thẻ và tùy từng ngân hàng. Thì cái thời gian miễn lãi này thì ngân hàng được gọi là thời gian ân hạn, trong trường hợp là khách hàng thanh toán đúng cái thời hạn thanh toán đó. Thế còn sau thời hạn thanh toán mà khách hàng thanh toán thì cái thời gian mà tính lãi suất thì sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu sao kê. Thế tuy nhiên thì nếu như mà khách hàng không thanh toán đúng và đủ thì cái lãi suất của khách hàng sẽ được tính từ thời điểm phát sinh giao dịch.